Chúng ta bắt đầu đi vào phần sâu hơn để tìm hiểu vì sao tiềm thức lại ra những cái quyết định như vậy để chỉ đạo cơ thể chúng ta. Đó là với tay tắt cái chuông điện thoại để chúng ta gì ngủ tiếp như vậy. Vậy thì trong khoa học NLP chỉ ra tiềm thức có 21 cái chức năng vận hành cơ bản, bao gồm chức năng thứ nhất là tiềm thức là nơi chứa ký ức. Thì phần trên chúng ta đã nói, đã chia sẻ rồi, tiềm thức là kho chứa, tức là chứa toàn bộ những ký ức, những trải nghiệm của chúng ta. Thứ hai là tiềm thức tạo ra sự liên kết. Đó là gì ạ? Khi ý thức của chúng ta đứng trước một sự kiện hiện tượng nào đó và muốn hiểu về sự kiện nào đó, thì tiềm thức có chức năng là liên kết toàn bộ những cái trải nghiệm để sâu chuỗi lại, để giúp chúng ta nhận ra bản chất của vấn đề, hiểu rõ về vấn đề. Đó là chức năng liên kết của tiềm thức, liên kết các trải nghiệm dữ liệu ở trong kho chứa lại với nhau. Chức năng thứ ba là sắp xếp các ký ức. Cái chức năng sắp xếp này cho chúng ta biết là những sự kiện xảy ra vào thời thơ ấu là thời điểm nào, sự kiện xảy ra vào thời cấp 2, cấp 3 hay sự kiện xảy ra vào gần đây là thời điểm nào. Thì tiềm thức họ sắp xếp các ký ức để chúng ta biết rằng tôi nhớ sự kiện đó xảy ra vào thời học cấp 2, tôi nhớ sự kiện đó xảy ra vào năm tôi học lớp 7. Đó, đây là cái chức năng để tiềm thức sắp xếp giúp chúng ta. Chức năng thứ tư là tiềm thức có thể kiềm chế các ký ức có những cảm xúc tiêu cực chưa được giải quyết. Đó là gì? Kiểm soát. Tôi cũng hỏi rất nhiều học viên rằng các bạn có tổn thương nào ở quá khứ không? Các bạn có tức giận ai, mâu thuẫn với ai trong quá khứ không? Và rất nhiều người nói rằng trước đây tôi có, nhưng bây giờ thì tôi quên rồi. Đây chính là cái chức năng mà tiềm thức có thể kiềm chế các ký ức có những cảm xúc tiêu cực mà chưa được giải quyết. Đấy. Bằng sự hiểu biết của hiện tại, họ đã kìm nén cái cảm xúc đó và thôi muốn quên nó đi. Và phần này thì trong rất nhiều phiên coaching ở trong hệ thống NLP training này, ở trong hệ thống e-learning này, chúng ta sẽ tìm hiểu cái chức năng này. Chức năng thứ 5 của tiềm thức là gì? Lộ ra những ký ức bị kiềm chế để lý giải và giải tỏa cảm xúc. Ở chức năng này thì tức là khi chúng ta đứng trước một sự kiện hiện tượng gọi là có điều kiện để những ký ức cũ tràn về, thì tiềm thức mang đến để lộ ra để lý giải và giải tỏa cái cảm xúc. Ví dụ như chúng ta có thể quên tên một ai đó, quên một kỷ niệm nào đó, sau đó rồi thì chúng ta lục lọi trong ký ức, lục lọi trong kho chứa, và cuối cùng ta mới bùng nổ ra, ta mới bỗng nhớ ra và bỗng nhiên cảm xúc ta trào bật lên. Đấy là gì? Tiềm thức lộ ra những ký ức bị kiềm chế để lý giải và giải tỏa. Hoặc là nó rõ nhất trong gì? Trong các phiên coaching của NLP. Khi mà gì? Ký ức bị kiềm chế và được giải tỏa, trong những phiên coaching này được giải tỏa, thì nó bộc lộ ra rất là mạnh mẽ và cái cảm xúc được giải phóng hoàn toàn. Đó là cảm xúc mâu thuẫn, cảm xúc cáu giận, cảm xúc sợ hãi, cảm xúc lo lắng. Thứ sáu là gì? Tiềm thức có chức năng là có thể lưu trữ những ký ức bị kiềm chế cho cơ chế bảo vệ. Thứ bảy là tiềm thức có chức năng là vận hành cơ thể. Vận hành cơ thể và bảo vệ cơ thể. Đấy. Chức năng thứ bảy là vận hành cơ thể. Chức năng số 8 là bảo vệ cơ thể. Chức năng số 9 là miền cảm xúc. Chức năng số 10 là bản thể tinh thần. Chức năng số 11 là gì? Tiềm thức thích phục vụ, cần sự thứ tự rõ ràng để thực hiện theo. Chức năng thứ 12 là điều khiển và duy trì tất cả những cảm nhận. Chức năng số 13 là tạo ra, chứa, phân phối và truyền năng lượng. Chức năng thứ 14 là duy trì các bản năng và tạo ra thói quen. Chức năng thứ 15 là cần lặp lại cho đến khi thói quen được hình thành. Chức năng số 16 là được lập trình để liên tục tìm kiếm nhiều hơn, lục lọi tìm kiếm nhiều hơn. Và chức năng thứ 17 là tốt nhất khi là một thể hòa hợp. Chức năng của tiềm thức sẽ tốt nhất, phát huy hiệu quả quyền năng cao nhất khi là một thể hòa hợp. Hòa hợp với ai? Hòa hợp với ý thức. Và chức năng số 18 là có tính biểu tượng. Chức năng số 19 là xem xét mọi thứ với tư cách cá nhân, với cái hiểu biết của cá nhân, với quan điểm của cá nhân, nhận thức của cá nhân. Chức năng số 19 là
Chức năng số 20 là hoạt động trên nguyên tắc ít nỗ lực nhất. Và 21 là không xử lý các dạng phủ định, tức là ngôn ngữ phủ định. Những ngôn ngữ ví dụ như là tôi thử xem, tôi sẽ cố gắng, tôi có thể làm được, thì tất cả những ngôn ngữ này là những ngôn ngữ dạng phủ định, hoặc là không được làm cái này, không nên làm cái kia. Đấy là những dạng ngôn ngữ phủ định mà tiềm thức không nhận diện được, và nó chỉ bám vào cái câu cuối mà thôi. Ở trong phần này, trong 21 chức năng này, thì tôi muốn chúng ta nắm chắc rõ những cái chức năng chính để chúng ta có thể nói chuyện được với tiềm thức, để huy động sức mạnh tiềm thức và hợp nhất sức mạnh tiềm thức với ý thức. Thì tôi muốn các bạn nhớ rõ cái chức năng đầu tiên là chức năng thói quen. Thì đây là cái chức năng ở số thứ 14, duy trì các bản năng và tạo ra thói quen. Và chúng ta nói ngắn gọn lại, tức là tiềm thức vận hành theo cái cơ chế là thói quen. Vậy chúng ta sẽ giải thích thói quen này nó vận hành thì nó có mặt tích cực và nó có mặt là gây hại tiêu cực như thế nào. Ví dụ, nếu chúng ta có một cái thói quen là luôn luôn dậy vào 7 giờ sáng, luôn luôn dậy vào 7 giờ sáng, và bỗng nhiên ý thức của chúng ta muốn ngày mai chúng ta sẽ dậy vào 5 giờ sáng để tập thể dục, để bắt đầu một hành trình cải thiện sức khỏe và cơ thể mình, để có một cái body đẹp. Thì các bạn thấy đấy, khi bắt đầu sáng hôm sau 5 giờ sáng, chuông đồng hồ reo tít tít tít, thì tất cả chúng ta đều có cái sự đấu tranh rất mạnh mẽ, rất quyết liệt ở trong đầu. Ví dụ như các bạn sẽ hỏi, bây giờ trời có sớm quá không nhỉ? Có lẽ là trời vẫn đang sớm. Nếu không hỏi được câu này thì các bạn không biết trời hôm nay có mưa không. Và trời không mưa, không còn lý do này nữa, thì bắt đầu tiếp tục lại, trong đầu bạn lại xuất hiện câu hỏi, hôm nay không biết là mình có phải đi đâu xa không. Nếu không phải đi đâu xa thì bạn lại tiếp tục nghĩ, hôm nay cơ quan có cuộc họp nào không, doanh nghiệp có cuộc họp nào không, và trưa nay mình có phải ngồi tiếp khách với ai không, để không được nghỉ trưa không. Rồi rất nhiều lý do khác bạn có thể tìm. Hoặc là không lý do nào nữa thì bạn bảo, có thể là gì, trong đầu bạn xuất hiện câu nói là, hay là hôm nay là cuối tháng, thôi đằng nào hôm nay cũng cuối tháng rồi, thôi để đúng mùng 1 đầu tháng đi, khởi động một tháng mới, như vậy cho có thời gian cho nó chẵn. Rất nhiều lý do, 1001 lý do của tiềm thức nó đặt ra. Mục đích là gì? Nó không muốn bạn dậy, bởi vì nó đang vận hành theo một thói quen. Thói quen đó là ngủ đến 7 giờ sáng mới dậy, và nó phản ứng lại cái điều mà bạn muốn dậy từ 5 giờ sáng. Vậy thì nếu từ nay các bạn có thể ứng dụng sang các cái công việc khác nhau trong cuộc sống. Nếu như bạn là một nhà tư vấn, bạn là một nhà giới thiệu bán sản phẩm, và công việc của bạn lâu nay là quen ngồi trong văn phòng để điện thoại đến khách hàng, và bạn có thể chốt được đơn hàng, có thể thành công trong những hợp đồng, thì có một khách hàng lại hẹn bạn phải đi đến những cái nơi mà thoát khỏi văn phòng, thoát khỏi những cái không khí rất mát trong điều hòa, thoát khỏi cái văn phòng rất là sạch đẹp mà bạn rất yêu văn phòng này, mà phải lao ra ngoài giữa trời nắng và phải đến những cái nơi rất là thiếu những cái điều kiện thuận lợi để bạn làm việc, thì bạn cảm thấy rất ngại. Và khi bạn bắt đầu là gì, có một cái cuộc hẹn như vậy, thì bạn sẽ bắt đầu nhìn ra và thấy nghĩ rằng là trời nắng quá. Rồi bạn sẽ nghĩ rằng, hoặc là vào mùa đông thì bạn trời mưa gió rét thế này, đúng không ạ? Và bạn sẽ gì, trong đầu bạn sẽ gì, xoay quanh những phép tính để xem có thể nhận lời với họ hay không nhận lời. Thì đó là gì, từ giờ bạn sẽ hiểu đây là chức năng vận hành theo thói quen của tiềm thức mà thôi. Khi nó đã vận hành theo thói quen thì bạn có một hành động, bạn có một công việc, bạn có một mong muốn nào ngược với thói quen đó hay là bất bình thường với thói quen đó, thì tiềm thức sẽ ra sức chống lại để bảo vệ thói quen. Vậy thì các bạn sẽ hiểu đơn giản, nếu bạn cảm thấy sợ hãi, nếu bạn cảm thấy ngại ngần, nếu bạn cảm thấy nghĩ về mình không có khả năng, thì đây chỉ là đơn giản là các chức năng của tiềm thức nó đang bảo vệ, vận hành cơ thể bạn theo một cái thói quen vẫn như cũ, mà không muốn bạn gì đi ngược các thói quen hay là tạo ra những thói quen bất bình thường khác mà thôi. Và bạn có ý thức để bạn hiểu rằng nếu như không tạo ra những câu chuyện bất bình thường này thì mình vẫn có những kết quả như cũ. Bởi vậy, nếu muốn có kết quả mới, thu nhập cao hơn,
có những kỹ năng tốt hơn thì bạn phải gì? Ra ngoài kia để gặp gỡ khách hàng. Hoặc là bạn phải gì? Đi học hỏi những kỹ năng mới ở những miền xa xôi nào đó. Bạn phải chiến thắng cái thói quen của tiềm thức. Đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai, tiềm thức hoạt động theo cái chức năng là gì? Ít tốn năng lượng nhất. Thì chức năng này nó vào chức năng số 20. Hoạt động trên nguyên tắc là ít nỗ lực nhất. Ít nỗ lực nhất, tức là nó chọn cái phương pháp là ít tốn năng lượng nhất của cơ thể. Ở đây thì chúng ta sẽ vẫn lấy một ví dụ là gì? Chúng ta dậy vào buổi sáng. Khi tiềm thức không thể viện vào lý do là trời mưa hay là sớm quá hay là cuối tháng hay đầu tháng hay là phải họp hay phải đi xa gì đó, thì tiềm thức sẽ quay sang hỏi cái chức năng thứ 20 của mình rằng cái chức năng mà hoạt động theo nguyên tắc là ít tốn năng lượng nhất ấy, thì chúng sẽ hỏi nhau rằng là theo bạn thì chúng ta có nên dậy buổi sáng không? Sáng nay chúng ta có nên dậy không? Và các bạn biết rồi, chức năng thứ 20 của tiềm thức là gì? Hoạt động trên nguyên tắc là ít tốn năng lượng nhất. Thì cái chức năng này nó sẽ nghĩ ngay, mình vẫn nằm ngủ thì mình bảo toàn được cái năng lượng. Còn nếu như mình ra ngoài kia, mình dậy sớm, mình tập thể dục, thì sẽ phải đu xà, sẽ phải tập thể thao, sẽ phải chạy, và chúng ta sẽ phải toát mồ hôi, chúng ta sẽ thấy mệt, chúng ta sẽ thở hổn hển, và nó bắt đầu cảm thấy ngại ngay lập tức. Và nó sẽ gật đầu quay lại với cái chức năng thói quen rằng gì? Theo tớ thì mình không nên dậy. Vì sao ạ? Vì nó tuân thủ theo cái nguyên lý hoạt động của nó là gì? Ít tốn năng lượng nhất. Và bạn sẽ thấy rằng 1000 câu hỏi nó đã sinh thêm nhiều câu hỏi nữa, nhiều lý do nữa, hoàn toàn có lý để kéo vật bạn lại trở lại cái thói quen cũ, cái hành động cũ, để bạn không thể nào mà thực hiện được những hành vi mới, những hoạt động mới để tạo ra những kết quả mới trong bạn được. Đó là cái điểm chú ý thứ hai của trong nguyên lý, các cái nguyên lý quan trọng này. Cái điểm thứ ba, tiềm thức là gì? Vận hành chúng ta và bảo vệ cơ thể chúng ta. Vận hành và bảo vệ cơ thể chúng ta. Thì ở khâu vận hành và bảo vệ, tôi sẽ có một minh họa với bạn thế này. Tôi đã hỏi nhiều học viên của mình, và các bạn có bao giờ đi xe máy ở ngoài đường rồi các bạn bị ngủ gật không? Rất nhiều học viên gật đầu cho biết rằng có bị ngủ gật. Thậm chí có người ngủ gật đến hàng hơn 10 cây số hoặc 20 cây số, cứ chập chờn rồi lại bừng tỉnh, chập chờn rồi bừng tỉnh, cho đến lúc gì gần đâm vào đâu đó rồi, gần ngã xuống đâu đó rồi, người ta mới tỉnh hoàn toàn. Vậy thì tại sao lại có cái điều này? Cái gì đang dẫn chúng ta đi trên đường thẳng như vậy, hơn 10 cây số, hàng vài cây số như vậy? Đó chính là tiềm thức. Tiềm thức đã vận hành hết cỡ cái chức năng gì? Vừa bảo vệ cơ thể của mình,